bữa nào kết bớt đi, đứa dài quá, đừng nhổ, kết hơn nữa không, trở lại già đẹp này, đứa dài quá quá, ủa, gọn gàng rồi, cái đó là nó vừa đẹp vừa thẩm mỹ mà nó vừa ấy nữa, đứa hơn mấy tay thôi, chưa, chưa có mấy xem, chưa, đủ mấy tấm mấy gai, ra chút mấy, mấy phút. Bó cái giật đồ vậy làm gì? Là like ấy, đổ mẹ mới lên này. Anh không? Ừ. Trước. Đổ hai xe luôn. Hai cho con để luôn. Ủa, đeo. Con trước mày. Ba chục chai không? Không biết anh chút. Giấy nữa coi cứ vậy mà ngay với anh đâu rồi mà biết đâu mà bàn đó có nhìn chung đâu